con có câu hỏi muốn nhờ sư giải đáp cho con một hướng đi tích cực nhất. Con nguyện sẽ giữ năm giới trọn vẹn. Con 27 tuổi đang ở với hai anh em trong gia đình. Anh trai không muốn con đi chùa nghe kinh, chỉ khuyên con nên tập trung lo học thêm tiếng Anh để kiếm việc làm, kiếm tiền nuôi bản thân. Thường thì con đến chùa để tụng kinh sám hối, nhưng vì anh con ngăn cản và quyết không được tiếp tục nghe và quả quyết không được tiếp tục nghe kinh đi chùa, nên con cũng sợ anh con làm lớn chuyện. Con cũng đã giảm bớt việc đi chùa, chỉ ở nhà nghe pháp, nhưng mỗi lần con nghe pháp là con phải trốn, phải bật nhỏ loa, tâm con không yên vì sợ anh con la. Và nhiều khi con nói dối thì anh con không biết con đi chùa. Con biết con không giữ giới được, con rất hổ thẹn với lương tâm. Bây giờ con nên làm gì để thuận với duyên này? Con không thể bỏ chùa, bỏ nghe pháp được, vì đây là liều thuốc cho tâm của con. Mong sư chỉ hướng giúp con. Vị hỏi này đó là đã 27 tuổi rồi, mà theo như cái hoàn cảnh quý vị trình bày đó thì có vẻ như vị này vẫn phải nương nhờ tài chánh của anh của mình, tức là hiện tại bây giờ vẫn chưa đi làm. Có một vấn đề như thế này là nếu như mình không xuất gia thì mình nên tự chủ tài chánh, bởi vì nếu như mình không tự chủ tài chánh thì là mình đang ở nhờ cái sự giúp đỡ của người khác, và khi mình ở nhờ sự giúp đỡ người khác thì mình không thể nào thuận tiện làm theo ý muốn của mình được, dù đó là ý muốn thiện. Nên nhớ giùm nha, ngay cả trong Phật pháp, người cư sĩ phải hoàn tất phận sự của mình rồi mới tính đến cái chuyện lo cho vấn đề tâm linh. Như là ngay cả các vị thánh đệ tử, thánh nữ đệ tử, khi mà các ngài xuất giá đi theo chồng thì các ngài cũng phải lo phận sự của mình xong, rồi khi đó đã có thời gian rảnh mới có thể xin chồng đó cho phép được cúng dường, được lo lắng đến chư tăng, chứ không phải là phận sự của mình chưa xong mà mình đã lo cho tăng, thì cái đó là không có nên. Thậm chí đó là có những vị chồng thương quá không có thời gian để lo để cúng dường chư tăng thì vị đó cũng ngậm ngùi, và cho tới cuối cùng thì đó dùng cái cách khác, đó là gì, kiếm bà khác cho chồng, kiếm bà khác cho chồng, có thêm bà nữa thì buông được vị này ra, và vị này có thời gian để lo cho vấn đề tâm linh của mình. Đó là sư nói về vấn đề của người nữ. Quý vị cũng vậy, 27 tuổi rồi, nếu như mình không xuất gia thì mình phải kiếm việc làm, mình phải tự chủ tài chính nha. Rồi cái việc mà mình đi sau đó đó, mình tự chủ rồi đó, mình đi đâu, mình làm gì thì không có ai ý kiến với mình nữa cả. Còn mình đang lệ thuộc vào người khác thì mình phải hoàn tất cái phận sự của mình. Đó là cái lời khuyên của sư. Không biết về vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cách nhìn như thế nào? Thưa, cái câu hỏi này để Thanh Tuệ nắm bắt tâm lý và trả lời cũng khá là đầy đầy đủ rồi, cho nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm nhỉ. Cũng xin lướt qua câu hỏi này.